Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Giờ diễn biến mới nhất vụ MU đàm phán Anthony, MU tìm đến Morata, De Jong đồng ý tới MU. Gia đình Grazer gần bán ngay MU cho chủ khác và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ten Hag xác nhận sẽ mua thêm cầu thủ MU vừa trải qua thất bại cay đắng 0-4 trước Brentford ở vòng 2 ngoại hạng Anh. Trong buổi họp báo sau trận, Ten Hag đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ thêm cầu thủ nhằm cải thiện thành tích của MU trong thời gian tới. Đội bóng rõ ràng cần thêm những sự bổ sung, nhưng tôi không muốn nghĩ tới vấn đề này ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ chất lượng cần thể hiện mình tốt hơn. Tôi hy vọng một khởi đầu tốt hơn, tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó vì nhìn thấy những điểm tích cực. Tuy nhiên sau hai trận khởi đầu, tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Diễn biến mới nhất vụ MU đàm phán Anthony. Giờ San tiết lộ MU một lần nữa đẩy nhanh quá trình đàm phán với Ajax với hy vọng có được chữ ký của cầu thủ tấn công Anthony. Huấn luyện viên Ten Hag hối thúc các quan chức MU rất điểm nhanh thương vụ Anthony, cầu thủ người Brazil hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp cho lối đá tấn công của đội. Nguồn tin của giờ San cho biết MU không loại trừ khả năng phải chi đến 75 triệu bảng để thuyết phục Ajax nhà Anthony. PSV nói lời buồn với Eric Ten Hag. Trong thời gian qua, MU đã có những động thái thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo Cody Gakpo của PSV. Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng bỏ ra 35 triệu bảng để sở hữu tài năng người Hà Lan. Thế nhưng, Gakpo dường như chưa muốn rời PSG. Huấn luyện viên Dut Van Nistelrooy chia sẻ, Gakpo luôn né tránh những thông tin có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của bản thân. Cậu ấy luôn muốn đạt tới đỉnh cao thế giới. Gapo mới 23 tuổi. Ở đội tuổi đó làm được như cậu ấy là điều không dễ. Với tôi, cậu ấy luôn có thái độ rất chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ chỉ đàm phán nếu có điều gì đó được cụ thể hóa. Đội bóng nỗ lực giúp cậu ấy phát triển và cống hiến cho câu lạc bộ. MU tìm đến Morata, De Jong đồng ý tới MU. Theo giờ The Atlantic, MU đã liên hệ với Atlantico Madrid để chiêu mộ Alvaro Morata. Đội bóng của huấn luyện viên Simone vốn cũng đã tìm bến đỡ mới cho Morata từ đầu mùa hè, nhưng chưa có đội bóng nào quan tâm. Mức lương 200.000 bảng trên tuần của Romagna bị đánh giá là gây nhiều áp lực lên tài chính của đội bóng. MU dự tính sẽ mượn Morata một mùa giải. Khoảng thời gian kẻ mấn tượng tại Chelsea khiến MU vẫn có những lo ngại về cầu thủ người Tây Ban Nha. Anh chỉ được xem là phương án ngắn hạn. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, De Jong đã nói với các đồng đội tại Bắc Sa rằng anh có thể gia nhập quỷ đỏ ngay trong mùa hè năm nay. Các báo cáo cho thấy thái độ của tiền vệ người Hà Lan với MU đã thay đổi hoàn toàn sau khi tương lai của anh tại đất Catalina không còn được đảm bảo nữa. Gia đình Grazer cần bán ngay MU cho chủ khác Cựu hậu vệ MU Karinevin chỉ trích các điều hành của gia đình Grazer. Đòi hỏi các ông chủ người Mỹ phải giải thích kế hoạch của họ sau thảm bại 0-4 trước MU trước Brentford thất bại đáng xấu hổ của quỷ đỏ và tệ hơn nữa là nó khiến fan MU cảm thấy tuyệt vọng về đội bóng ngay từ khi mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu. Gia đình Glazer hoàn toàn làm việc từ xa, họ phải bay từ Mỹ đến Manchester và giải thích kế hoạch của họ đối với tương lai của MU. Họ trước giờ toàn để nhân viên nhận lỗi thay. Tình trạng hiện tại không thể tiếp tục, một câu lạc bộ thất bại tới 10 năm thì trách nhiệm phải thuộc về ông chủ. MU cho tới lúc này vẫn chưa thể chiêu mộ cầu thủ như mong muốn của Eric Ten Hag. Họ được liên hệ với nhiều cầu thủ nhưng đa số đều từ chối gia nhập MU, giao quỷ đỏ không được đá cúp C1. Sức hút của MU trên thị trường chuyển nhượng giảm sút nghiêm trọng. MU không chỉ thu hút được các tên tuổi hàng đầu mà ngay các cầu thủ tầm tầm họ cũng chưa thể thuyết phục được. Gary Neville cho rằng đội bóng cũ của anh cần lập tức thay đổi để cải thiện tình hình. Tôi không thể tin nổi khi cách đây 8-9 tháng Rangnick nói MU cần mộ tim, không cầu thủ nào cần tiền của họ, MU không thể tiêu tiền vì các cầu thủ không muốn thi đấu của họ. Sau thất bại của MU trước Brighton, Gary Neville cho rằng đến lúc gia đình Glazer cần lập tức bán MU cho chủ sở hữu khác. Đến lúc họ phải bán ngay MU cho người khác. MU giờ là đội dễ chơi nhất, giải ngoại hạng. Thật đáng lo ngại, MU quá dễ bị đánh bại. Tén Hắc hẳn cảm thấy sốc sau khởi đầu đầy hứa hẹn tại loạt trận giao hữu mùa hè. Mùa của nhằm sao bác ra, cho sao trẻ đi du học. Theo tờ Spot, mẫu muốn ký hợp đồng với hậu vệ phải Gersinodet của Bắc và sẵn sàng đề nghị Diogo Dalot như một phần của thỏa thuận trao đổi. Tuy nhiên Bắc Gia chỉ muốn thu về tiền mặt trị giá 20 triệu euro. Hiện tại đôi bên vẫn đang đàm phán và chưa đi đến thống nhất cho thương vụ này. Ngoài ra, Eric Ten Hag đang lên kế hoạch để cho mượn tiền vệ Hannibal Mavery. Trước đó, Mavery đã được đôn lên đội 1 và trải qua những bài test của Ten Hag Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan muốn Mabry tích lũy thêm kinh nghiệm và cách tốt nhất để đưa anh tới một đội bóng khác để được ra sân nhiều hơn. Ten Hag giết chết MU vì sự thiếu am hiểu về ngoại hạng Anh. Giải đấu số một xứ sở sương mù vẫn luôn khắc nghiệt và đầy rẫy những thách thức và chắc chắn nơi này cũng khác xa so với mảnh đất Hà Lan nơi mà Ten Hag cùng Ajax tỏ ra vượt trội so với phần còn lại với những gì đã thể hiện ở Ajax dễ hiểu khi thuyền trưởng 52 tuổi tự tin vào khả năng vực dậy con tàu đắm mang tên MU. Nhưng mới chỉ hai vòng đấu trôi qua, Ten Hag đã liên tục nhận về những gáo nước lạnh khiến ông tỉnh mộng. Tự tin và kiêu ngạo chỉ cách nhau bởi một sợi dây rất nhỏ và có vẻ như Ten Hag đã vượt qua đoạn danh giới đó. Một nhận định xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng tên Hag có vẻ kiêu ngạo, ông ấy không hiểu gì về ngoài hạng Anh nhưng vẫn chi hơn 50 triệu bảng cho một trung vệ cao 1m75. Quả thực, Tại một giải đấu mà vấn đề thể hình cũng như thể lực luôn được đặt ở vị trí ưu tiên như ngoại hạng Anh, chiều cao 1m75 của Martinez chắc chắn là điểm yếu chí mạng. Đơn cử như trong hai trận đấu vừa qua, Martinez tỏ ra lép vế và thực hoàn toàn so với David Welbeck, Ivan Toney hay những cầu thủ cao to ở phía bên kia chiến tuyến. Rất khó để nhận định chính xác về những kế hoạch mà Ten Hag đang xây dựng. Nhưng nhìn vào thực tế, ông đã phải trả giá vì sự thiếu am hiểu với môi trường khắc nghiệt tại ngoại hạng Anh. Trước Brighton, Nhà cầm quân người Hà Lan xếp Eriksen đá số 9 ảo. Đối đầu với Brentford, ông tung ra sân với 6 cầu thủ có thiên hướng tấn công. Bộ ba tiền vệ trung tâm Eriksen, Fred và Bruno Fernandes đều dâng cao và không giỏi phòng ngự, dẫn đến hệ quả là 4 bàn thua trong vánh chỉ sau 35 phút đầu tiên của trận đấu. Tên Hắc đang thua trong canh bạc của chính mình. Dĩ nhiên một phần nguyên nhân đến từ việc hệ thống nhân sự MU không đủ tốt để phục vụ ý đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hà Lan, Sống cũng vì thế mà lẽ ra ông phải sớm nhận thức được rằng không thể dùng cách chơi của Ajax để áp đặt và nửa đỏ thành Manchester ở thời điểm hiện tại. Cựu danh thủ Ruud Gullit đưa ra lời cảnh báo nếu Ten Hag tâm lý ở Hà Lan đến Anh thì sẽ rất khó để thành công. Ông ấy cần nhanh chóng thích nghi, Ten Hag phải hiểu rằng không thể áp dụng chung một chiến thuật vào các môi trường khác nhau. Chỉ mới hai trận đấu, chiếc ghế nóng của chiến lược gia 52 tuổi đã lung lay dữ dội. Trước mắt Ten Hag là cuộc chạm trán với đại kình địch Liverpool ở vòng 3 ngoại hạng Anh. Mùa trước Quỷ Đỏ đã thủng lưới tổng cộng 9 bàn trong hai lần đụng độ đội bóng của Jurgen Klopp và với tình hình hiện tại, không khó để đưa ra dự đoán về một thảm cảnh ngay tại Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.